Hello cả nhà, thì hiện tại mình đang có mặt ở xã Trung An, huyện Củ Chi, nơi mà nghi phạm Tấn đã xả súng làm 5 người chưa thiệt mạng. Thì hiện trường bây giờ là về trưa cả nhà. Đây là xe cảnh sát đi tuần tra. Chưa đây thì bây giờ là nói chung là những người dân đây cũng đã về bớt rồi cả nhà, mọi người thấy không, đường cũng vắng bớt rồi, chỉ buổi chiều thôi, buổi chiều thì hơi đông, buổi trưa thì người ta sẽ về bớt. Và trước này là cơ động đang đứng chốt chặn này, mọi người thấy không, đó, trước mình là cơ động, đang chốt chặn ở cái phía trước cầu đó. Thì những nhà dân ai mà nhà trong đó thì sẽ được mình sẽ đi vào được. Cơ động thì hiện tại là đang tuần tra liên tục ở đường Trung An này, người thấy không? Chung càng về chiều thì người dân sẽ đổ về đường Trung An này đông, mọi người đang theo dõi cái vụ việc